Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện kiêu ngạo của tác giả Phù Chết do Đam Bí Tưởng Truyện thực hiện. Tập 14. Cậu ta thực sự có thể cho mày vay sao? Liệu Kim Bằng theo bên cạnh Tinh Tế, vừa đi vừa lại nhảy. Cậu ta là một học sinh cấp 3, lấy đâu ra 10 vạn, có phải đã phạm tội không? Có phải tìm một nơi nào đó bán mày đi? Cậu ấy nói 10 vạn thì 10 vạn, ai biết cậu ấy có bao nhiêu tiền, hơn nữa mày quản cậu ấy lấy 10 vạn ở đâu làm gì? Tao cũng không hỏi phải cậu ta 10 vạn. Đình Tế nói, mày đừng lại nhảy nữa, chỉ tùy tiện một trong những người mà mày vay tiền kia thôi, cũng phiền hơn Lâm Vô Ngừng rồi. Tao hỏi mày, mày lấy đâu ra gan đấy? Tao vì ai chứ? Lưu Kim Bằng cũng không phục, nếu như không phải mày vì tao, tao đã sớm đánh mày rồi. Đình Tế cũng chừng cậu ta, chừng một cái xong lại vươn tay kéo lấy vai của Lưu Kim Bằng. Cảm ơn nhé Bằng Bằng, thật đấy. Hai chúng ta đâu cần nói từ lại. Lưu Kim Bằng cũng lắc đầu. Mẹ nó, đại đồng chẳng đáng tin chút nào, thế nào cũng phải lộ chuyện này cho mày biết, sớm muộn gì tao cũng cho nó chết. Mày không trả tiền nó chỉ có thể tìm tao thôi. Sau này mày đừng giấu tao làm loại chuyện thế này. Đình Tế nói, có chuyện gì bàn bạc với nhau có thể giải quyết. Lưu Kim Bằng buồn bực ư một tiếng, vẫn rất không vui. Đình Tế hẹn Lâm Vô Ngừng gặp mặt ở quán trà sữa bên cạnh Tín Gia. Lúc này cách thời gian hẹn gặp còn một khoảng thời gian. Hai người bọn họ mỗi người cầm một cốc trà sữa đứng bên đường. Lưu Kim Bằng không tham dự cuộc gặp này, nhưng kiên trì phải ở gần đó đợi Đình Tế. Lần này phải chú ý một chút, mày nói xem, chúng ta ở đây nhiều năm như thế này cũng không xảy ra chuyện gì. Ai có thể nghĩ được Lão Lục đột nhiên lại xảy ra chuyện. Lưu Kim Bằng cũng co mày, chuẩn bị lên nhìn thì có vẻ là người tốt, nhưng nói cho vay là cho vay luôn thì không do dự, quá thẳng thắn tao cũng không vững bụng. Cậu ấy là thủ khoa dự bị, không phải là chuẩn bị lên. Đình Tế có chút bất đắc dĩ. Chuẩn bị lên. Lưu Kim Bằng kiên trì với ý kiến của mình, dù sao bây giờ còn chưa tin được cậu ta. Vậy mày, đồng má. Đình Tế nói được một lửa thì dừng lại. Cậu liếc mắt nhìn Lão Lục đang đi từ quảng trường nhỏ tới, lập tức dùng cánh tay huých Lưu Kim Bằng. Đừng cản tao. Còn mẹ nó, để tao kéo nó qua đây. Lưu Kim Bằng cũng đồng thời nhìn thấy Lão Lục. Cậu ta hăng hăng đặt trà sữa lên bàn. Đợi tao ở sau quán trà sữa. Đình Tế xoay người đi về phía sau quán trà sữa. Lão Lục cũng đúng là gan lớn. Nếu như đổi thành Đình Tế làm loại chuyện hãm hại người khác xong, trong vòng một năm cô không dám xuất hiện ở quảng trường nhỏ nữa. Có lẽ là tạm thời tránh thoát một kiếp, mừng rỡ như điên cho nên tinh thần mới điên cuồng. Khi bị Lưu Kim Bằng tóm áo kéo tới phía sau quán trà sữa, Lão Lục vẫn mang vẻ không phục. Khi nhìn thấy Đình Tế thì mới biến sắc. Tôi... Lão Lục vội vàng muốn nhảy dựng lên. Con mẹ nó, mày chết ở đây đi. Đình Tế đi qua ấn vai hắn xuống. Lão Lục ngã xuống mặt đất liên tiếp kêu. Đinh, 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 cậu nghe tôi giải thích đã. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi thực sự là... Đình cái ông nội mày chứ. Đình Tế xông tới lên gối một cái vào cằm hắn. Cái loại người như mày, ông đây không cho mày một trận, mày cũng không biết cái gì gọi là quá mức. Lão Lục bị cầu quăng xuống. Có lẽ là nhìn ra hôm nay Đình Tế không định nói chuyện với hắn. Hắn vội vàng rụt người, lại đạp Đình Tế. Đình Tế không trốn, trực tiếp cong người, dùng cánh tay đỡ lấy đòn này, sau đó xông tới túm lấy cổ áo hắn, ấn xuống đất, chân gập lại lên bụng hắn. Tiếp theo thì vùng nắm đấm lên mặt Lão Lục. Con mẹ nó, mày dám hãm hại ông đấy Đình đây hả? Lúc đó tôi cũng không còn cách nào khác. Lão Lục cũng ôm đầu. Nếu tôi không lấy được món tiền đó sẽ bị bọn đó, bọn đầu chọc đánh tàn phế. Mày bị đánh tàn phế thì liên quan quá gì tới tao, cũng không phải là tao làm mất tiền. Đình Tế đấm lên mặt hắn. Mày lấy chết ra dọa tao là tao không dám đánh mày chắc. Tao thấy... Lưu Kim Bằng dựa vào bức tường quán trà sữa bên cạnh, vừa uống trà sữa vừa gật đầu. Mày thực sự không dám đánh tàn phế nữa đâu. Cũng không thể, dù sao chúng ta cũng là thanh niên đứng đắn. Đúng vậy. Lão Lục cũng sờ cánh tay, cũng không ngăn được nắm đấm như mưa của Đình Tế. Mặt bị đấm, bị tát bốp bốp. Hắn vừa nghe thấy lời này, hắn nhanh chóng gào. Đúng vậy, ngài Đinh, trước giờ ngài chưa từng gây chuyện, tất cả mọi người đều biết. Cho nên, mày muốn hại tao. Đình Tế nhảy lên bắt đầu đá hắn.
Mày hãm hại tao, tao nói cho mày biết, nếu cuối tháng này mà tao không thấy tiền, cả đời này, mày nghĩ tới tên tao thì cũng có thể quỳ xuống. Đinh, Lưu Kim Bằng ở bên cạnh gọi cầu một tiếng, dám hãm hại ông đây. Đình Tế tiếp tục vừa đá vừa đánh, ông Đình nhà mày không gây chuyện, không thể hiện rằng mày có thể chọc tới sao? Đinh, Lưu Kim Bằng lại kêu lên một tiếng, tiền. Đình Tế không để ý tới Lưu Kim Bằng, lại đá một cái vào mông Lão Lục. Tôi cam đoan sẽ trả lại tiền cho cậu. Lão Lục ôm đầu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để bò dậy, lảo đảo chạy xuống đường. Đình Tế đạp vào chân sau hắn một cái, Lão Lục quỳ xuống dưới đất, vừa chạy về phía trước vừa gọi. Tôi cam đoan, anh Đinh, ông Đinh, tôi cam đoan. Đình Tế, Lưu Kim Bằng lại gọi một tiếng, lửa của Đình Tế vẫn còn cháy hừng hực trên đầu. Cậu cũng không thèm nhìn cậu ta một cái, đuổi theo Lão Lục. Lão Lục chạy mấy bước lên trên đường, sau đó rẽ phải chạy về hướng Tín Gia. Đình Tế đuổi theo tới khúc rẽ, bước sang bên cạnh một bước tránh người đang đứng ở chỗ rẽ. Khi chạy về bên phải đuổi theo, người đứng ở chỗ rẽ đột ngột vươn cánh tay ra, chặn ngang hông cậu. Lực quán tính vô cùng lớn làm cho cậu suýt chút nữa thì bị đập nôn ra. Không đợi cậu kịp phản ứng lại, người kia lại dùng sức đẩy cậu về phía sau. Tìm chết hả? Đình Tề cũng rống lên một tiếng. Tôi chết rồi, cậu đi tìm ai lấy tiền đây? Người kia vung cánh tay. Lâm Vô Ngân. Đình Tề nhìn qua đó lập tức sửng sốt. Tại sao cậu lại ở đây? Không phải hẹn ở đây sao? Lâm Vô Ngân nhìn sang quán trà sữa bên cạnh. Đầu. Đình Tề có chút xấu hổ. Tình cảnh này thực sự làm tổn hao hình tượng học sinh tốt hạng nhất của trường Tam Trung. Cậu đột nhiên quay đầu lại nhìn Lưu Kim Bằng. Lưu Kim Bằng xòe tay với cậu xuống khẩu hình miệng. Ta đã bảo mày rồi. Tôi muốn một cốc trà sữa giống cốc bên kia bàn. Lâm Phổ Ngừng chỉ bàn trà sữa bên ngoài quán. Hai nam một nữ đang ngồi bên bàn. Vị trí ngồi của bọn họ vừa vặn có thể nhìn được cảnh tượng của Đinh Tế vừa mới đánh Lão Lục tàn nhẫn. Lúc này Lâm Phổ Ngừng chệt về phía ấy. Bọn họ đứng hết dậy cầm lấy cốc chạy đi. Cái đó là kem, bên dưới là sữa, bên trên phủ kem, trà sữa cái gì? Đình Tế đi qua quầy thu ngân của quán trà sữa, trà ở đâu ra? Lưu xoa bằng đâu? Lâm Phương ngừng ngồi xuống bên bàn. Không biết, nó đi dạo quanh quanh đây thôi, không cần quan tâm tới nó. Đình Tế đứng trước quầy thu ngân, cho tôi. Không cho, cô gái thu ngân là Lương Xuân, là bạn học tiểu học của cậu. Bình thường mỗi lần đều không lấy tiền cậu, hôm nay thái độ lại đặc biệt hung dữ. Tôi làm gì cậu hả? Đình Tề có chút mờ mịt. Dám đánh nhau ở sau quán của tôi, còn có chút tình nghĩa bạn học nào không? Lương Xuân nói bà vì khách bàn nãy bị cậu dọa chạy rồi. Chạy thì chạy. Đình Tề nói không phải bọn họ đã mua trà sữa rồi sao? Bọn họ vừa mới gọi ba phần bánh trôi rượu nếp, còn chưa đưa tiền đã chạy rồi. Lương Xuân nói tôi đàm xong rồi đây. Cho tôi đi. Đình Tế nói, uống trà không sữa nhà tôi, còn phải cho không ba phần bánh trôi sao? Lương Xuân nhìn cậu, Đình Tế, cậu là quỷ đòi nợ từ đâu chạy tới? Tôi trả tiền. Đình Tế chừng cô. Được, một cốc chân trâu, một cốc kem, ba phần bánh trôi rượu nếp. Lương Xuân lập tức nói, còn cần gì nữa? Loại mà trước đây tôi và Bằng Bằng đã từng ăn, còn có phần bánh trứng gà nhân phô mai và nhân đậu đỏ không? Đình Tế hỏi. Có, muốn một phần hả? Đình Tế nghĩ xem một phần bánh trứng lớn nhỏ thế nào, do dự một lát. Cho tôi 5 phần trước đi. Đồ tôi đấy hả? Lương Xuân nói, ăn không hết thì đừng có để lại đấy. Nếu như 3 bữa chiều, tôi còn sợ là không đủ. Đình Tế quét má trả tiền. Đình Tế cầm trà sữa và kem qua, đặt lên trên bàn. Còn một số đồ nữa, lát nữa cậu ta mang qua. Ăn không hết nhiều như vậy. Lâm Phô Ngừng nói, cậu nói chuyện không thấy thèn với lòng hả? Đình Tế cũng ngồi xuống. Lâm Vô Ngừng không nói gì, cười cầm mấy miếng bằng cá nhân quăng tới trước mặt cậu. Tay cậu xước ra rồi, xá lên đi. Hả? Đình Tế nhìn tay mình, có mấy vết thương ở các đốt ngón tay, có lẽ là do lúc đánh Lão Lục bị rách. Có hai vết thương còn rất lớn, lại đúng vào giữa các đốt ngón tay, không biết máu nóng dồn lên từ khi nào. Cậu thèm bị Lâm Vô Ngân nhìn thấy cậu điên cuồng đánh người, làm cậu có chút xấu hổ. Cậu cũng không cảm thấy đau lòng. Bây giờ Lâm Vô Ngân nhắc nhở như vậy, cậu nhất thời cảm thấy đang có hai con kiến khua răng hàm cắn cậu.
Cảm ơn. Đình Tế cầm lấy băng cá nhân dán lên mấy vết thương. Tại sao cậu còn mang theo cái này trên người? Còn dư, Lâm Vô Ngân chỉ vào mặt mình, lấy ở phòng y tế đó. Lúc này, Đình Tế mới nhìn kỹ vết thương trên mặt anh, cơ bản đã khỏi rồi. Vị trí giữa vết thương hơi thâm một chút, có lẽ còn chưa khỏi hẳn, cho nên Lâm Vô Ngân mới dùng băng cá nhân dán lên. Nói đi, Lâm Vô Ngân cầm kem lên, rút chiếc thìa ra, chậm chạp chọc trong chén. Người vừa nãy còn nhớ không? Lão Lục ấy. Đình Tế cũng cau mày, thằng đó thu tiền hộ cho đầu chọc. Thu tiền rồi mà không đưa, đầu chọc muốn cho nó một trận, nó nói đã đưa tiền cho tôi. Hả? Lâm Vô Ngân nhíu mày có chút ngạc nhiên, lý do chẳng ra làm sao vậy cũng có thể xuất hiện. Đồ thôi. Đình Tế nói, đúng lúc sau chuyện ấy tôi không tới quảng trường, sợ đầu chọc gây phiền phức, kết quả đầu chọc thực sự cảm thấy rằng tôi đã lấy tiền. Cho nên cậu muốn trả tiền cho hắn. Lâm Vô Ngân nói, tôi trả cái mông. Đình Tế nói, dừng một lát rồi lại thở dài. Hắn tìm Bằng Bằng, đầu chọc chính là một kẻ như kẻo da trâu dính dao. Bằng Bằng sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới việc ôn bài của tôi, cho nên nhanh chóng đưa tiền cho đầu chọc. Trong tay nó chỉ có 3.000, còn lại đều là vay. Những người nó vay tiền đều chẳng phải người ra gì. Tôi muốn trả tiền cho xong, không thể chờ tới lúc thi đại học rồi mới phát hiện Bằng Bằng bị đòi nợ đánh chết. Không tới mức vì 2.8 mà thế chứ. Lâm Vô Ngừng cũng bật cười, vậy cậu định làm gì với khoản tiền này? Theo sát Lão Lục, gặp một lần đánh một lần, gặp một lần lục soát người một lần, có tiền lấy tiền, không có tiền lấy hết cầm đồ. Đình Tế cũng cắn răng. Người như vậy có đánh nát cũng không lấy được gì. Lâm Phổ Ngừng nói, cuối cùng còn có một chiêu, tôi biết bố nó đi làm ở đâu, thực sự muốn lấy tiền bố nó có thể đưa ra. Đình Tế nói có chút tốn sức, lồng mày cũng nhíu chặt lại. Nhưng mà chân bố nó không tốt, khiêng bình ga cho người ta, nếu như thực sự đưa có lẽ... Lâm Vô Ngừng cũng không lên tiếng, ngón tay ấn lên trán nhìn cậu. Thầu, Đình Tế có chút buồn bực, đập bàn một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn anh. Với tình huống này, khả năng cuối cùng chính là tôi vừa đánh Lão Lục, vừa làm công trả tiền cậu. Chắc chắn tôi không thể nói với người nhà, tôi sợ ông bà tôi sẽ đánh tôi. Lâm Vô Ngừng không nói gì, cũng không nhúc nhích, chỉ nhìn cậu như vậy. Cậu đã đánh giá xong kết cục mạo hiểm này chưa? Đình Tế nói, có phải tình huống này không vay được? Lâm Vô Ngừng cũng cười cười, lấy điện thoại ra, cúi đầu chọc mấy cái. Đình Tế cảm giác điện thoại rung lên khi lấy ra, nhìn thấy có tin khuyến mãi. Nhưng không phải, đấy là tin chuyển khoản, 3 vạn. Không, tôi muốn vay 2 vạn. Đình Tế nói, tôi cũng còn mấy nghìn. Được rồi, Lâm Vô Ngừng nói, tôi thích hợp đủ, không thích số lẻ, tôi cũng không đợi cậu thi đại học xong rồi đòi nợ đánh chết cậu. Đình Tế cũng cười lên, sau khi ấn vào nhận tiền đột nhiên lại có chút muốn khóc, vườn tay rủi mắt. Cậu đừng khóc, Lâm Vô Ngừng ngồi thẳng lên, tôi thực sự không biết phải dỗ thế nào đâu. Cút đi, Đình Tế cũng hít hít môi cười nói, tôi chỉ cảm ơn theo lệ thường thôi. Nhân viên bưng bánh trứng và bánh trôi qua đặt lên trên bàn. Đút heo ăn hả? Lâm Vô Ngừng cầm bánh trứng lên xé một miếng bỏ vào trong miệng. Tôi viết giấy nợ cho cậu nhé. Đình Tế quay đầu chuẩn bị mượn người trong quán giấy và bút. Tôi... không cần đâu. Lâm Vô Ngừng lại ăn 2 cái bánh trôi, chẳng có ý nghĩa gì. Thực sự muốn viết, cậu viết được khi nào có thể trả không? Có thể viết không trả được thì sẽ làm sao không? Vậy thì viết cái quái gì? Lâm Vô Ngừng cũng chỉ vào bánh trứng. Cái này ngon thật đấy. Đều là của cậu cả. Đình Tế lập tức xếp mấy phần bánh trứng vào 2 cái đĩa, đẩy tới trước mặt Lâm Vô Ngừng. Đình Tế. Lâm Vô Ngừng cũng nhìn cậu. Hả? Đình Tế cũng đáp lời. Trước giờ tôi chưa bao giờ cho người khác vay tiền. Lâm Vô Ngừng nói, đương nhiên bạn bè của tôi không nhiều, bọn họ cũng chưa bao giờ hỏi tôi vay tiền. Nhưng bản thân tôi biết, theo như tình huống bình thường tôi sẽ không cho vay. Tôi sợ phiền phức, cũng sợ dây dưa không bỏ được. Ừ, Đình Tế cũng gật đầu. Tôi cho cậu vay tiền trừ việc tin tưởng được cũng là vì quả thực cậu cần gấp. Lưu Kim Bằng quá mạo hiểm. Lâm Vô Ngừng nói, nhưng cậu còn như thế này nữa tôi sẽ không cho vay. Đình Tế nhìn chằm chằm anh một lát rồi gật đầu. Biết rồi, chuyện này cứ thế đi, thì xong hãy nói. Được, Đình Tế im lặng gây ngốc một lúc,
Có chút do dự hỏi một câu, cậu thực sự không có bạn trai sao? Không có. Lâm Vô Ngừng cũng cong cong khóe môi. Sao nào, cậu muốn tự tiến cử sao? Cút đi. Đình Tế cầm trà sữa go go xuống bàn, nghĩ một lát rồi cười. Tôi cảm thấy người như cậu thực sự rất... Rất gì nhỉ? Hình như tình huống bình thường, nếu cậu thích con gái có lẽ sẽ có rất nhiều bạn gái. Không vội. Lâm Vô Ngừng nói, hàng tốt chìm xuống đáy. Lời chết tiệt là gì vậy? Đình Tế cũng cười lên, vươn tay lấy một viên bánh trứng. Không phải nói là của tôi cả sao? Lâm Vô Ngừng nhanh chóng búng lên ngón tay cậu, bánh trứng lại rơi xuống đĩa. Đồ má! Đình Tế trừng mắt nhìn anh, cậu là cái thể loại người gì vậy? Có lẽ là người sẽ có rất nhiều bạn trai, Lâm Vô Ngừng nói. Đình Tế cũng bị sặc cười cả nửa ngày. Tôi hỏi cậu. Lâm Vô Ngừng cầm cốc lên, đổ nửa số kem còn lại vào trong miệng. Tại sao cậu lại nghĩ tới việc hỏi vay tiền tôi? Tôi thật sự không có ai có thể vay cả, nhìn qua nhìn lại chỉ đều là học sinh cấp 3 bình thường, còn có cả mấy người hỗn tạp mà tôi hay chơi. Đình Tế nói, ai có thể lấy luôn ra 2 vạn được chứ? Tôi nhớ cậu nói từ hồi cấp 2 cậu đã có thể độc lập kinh tế. Chỉ nhớ quả thực không tồi, Lâm Vô Ngừng cũng cười. Tôi vừa nghĩ chính là cậu ấy rồi, có tiền mềm lòng. Đình Tế đáp. Tôi mềm lòng sao? Lâm Vô Ngừng hỏi. Mềm. Đình Tế gật đầu. Lần đầu tiên tôi xem tướng tài cho cậu thì đã biết rồi, sau đó càng tiếp xúc càng biết nhiều hơn. Tôi nhìn người rất chuẩn, nhưng mà khi tôi tìm cậu thực sự rất ngại. Đúng vậy, còn vòng vo, để tôi hỏi cậu. Đình Tế cũng cười 2 tiếng. May là cậu, nếu như là bằng bằng con ấy thực sự đi tìm tôi chỗ nào đó để làm thêm rồi. Lát nữa mời tôi ăn cơm nhé. Lâm Vô Ngừng vừa ăn bánh trứng vừa nói. Đương nhiên rồi. Đình Tế đáp. Tôi đưa tiền cho bằng bằng trước đã để nó nhanh chóng trả lại. Lâm Vô Ngừng cũng gật đầu. Có chuyện này tôi rất tò mò. Đình Tế quẹt điện thoại. Nhưng không biết cậu có tiền nói không? Vậy cậu đừng hỏi. Lâm Vô Ngừng nói. Cậu thực sự có thể cho tôi vay 10 vạn sao? Đình Tế hỏi. Có phải hối hận rồi không? Bạn ấy nên vay 10 vạn hả? Lâm Vô Ngừng đáp. Cậu điên hả? Vay 10 vạn tôi chả làm sao? Đình Tế cũng chậc một tiếng. Lâm Vô Ngừng cũng chỉ cười mà không nói gì. Đình Tế đầm bỏ ra bàn, cách một đống bánh trứng để thấp giọng hỏi. Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Có một số tiền mừng tuổi, bố mẹ tôi mừng năm mới rất hào phóng. Lâm Vô Ngừng nói, còn một số là tiền tôi làm thêm tiết kiệm được, bình thường tôi cũng không tiêu pha nhiều. Việc làm thêm gì? Đình Tế tiếp tục thấp giọng hỏi. Cậu giữ bí mật nhé. Lâm Vô Ngừng cũng thấp giọng bỏ ra bàn, đẩy đống bánh trứng ở dưới ra. Trái bao. Đình Tế có chút kinh ngạc nhìn anh. Còn mẹ nó, cậu có thể có chút dáng vẻ của học thần được không? Lâm Vô Ngừng cũng cười nửa ngày. Sau khi ngồi thẳng dậy, anh cũng chẳng cười nữa. Đã chơi máy bay không người lái bao giờ chưa? Chưa. Đình Tề lắc đầu. Thì xong tôi dẫn cậu đi chơi, Lâm Vô Ngừng nói. Giải thích chuyện. Đình Tề gọi Lâm Vô Ngừng là chàng nguyên sự bị. Lưu Kim Bằng gọi Lâm Vô Ngừng là nghe gần sống với chàng nguyên. Còn Lâm Vô Ngừng thì gọi nhầm Lưu Kim Bằng là Lưu Sa Bằng. Món bánh của bạn Lâm Vô Ngừng là món bánh trứng được đổ theo đĩa. Hình dạng của chiếc bánh thì giống quả trứng như bình thường nên được gọi là bánh trứng.